Xin mến chào các bạn. Hôm nay thể theo lời của anh Thắng ở Bạc Liêu, mình sẽ test cái máy Echo 260 này cho anh Thắng tham khảo nha. Cái Echo 260 của mình đây, chụp giật trợ lực, bình xăng Gin của Echo. Đây, dây ga của nó đây, tay cầm của nó đây, công tắc đây, tay ga đây. Đây, Echo SRE260 với tình trạng máy còn rất là đẹp luôn. Đây, đây có che cỏ nha các bạn. Đây này, đây mở công tắc, mình đề ba thứ nha các bạn. Cái này là do phương pháp mình giật thôi nghe anh Thắng, chứ không phải là anh giật đại mà được đâu. Quá mạnh là nó chạy luôn đó. Mình nhấp nhẹ nhẹ chơi thì nó mới khạc 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 vậy nha. Anh kéo mạnh là nó chạy luôn đó. Còn chạy bốc cái chữ anh Thắng ơi, rất là đẹp luôn. Rồi, xin mến chào nha.